mày cho vợ mày không hết à. Nữa quay nữa. Ê mới uống đầu lại hả Tung Nguyện? Có đâu má. Dứt để chân xuống dứt. Sao ngài? Tiền sao ngày hôm qua tiền rồi bà đưa tôi dục đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi mày cũng giá không nha. Trời ơi chắc à mày chỉ có mua đồ giống vậy. Ủa gì chức đi lựa đồ cắm mày? Vậy không, có lấy đồ ngủ mà. Ủa mày chức đi lựa đồ cắm với ai kìa? Đây với hai rồi nữa, nó về. Ủa ai đâu? Đó, hai nhỏ đó. Ủa hai nhỏ đó là ai? Lâm cho mày với còn nó hơn Lâm gần cưới vợ. Mày nhớ coi. Đang mệt thôi, đó. Có lò ngủ nè. Đó, cái miệng gì chức rất là lớn nha mọi người. À đúng rồi, giống bà Châu nè, có lò. Đâu? Đâu thì chức làm lại đi. Ủa nãy giờ lựa được đồ không vậy chứ? Không, thằng quần áo đá banh giống mày cũng lầm luôn à. Vậy chứ khỏi bận là đẹp rồi. Qua bãi ngọ nè. Ôi, con quái cái gió ở đây rồi mà. Cái chân cái lộn gì vậy? Không. Lấy cái gái qua. Cái chỗ đó có nhiều. Ủa cưng nay đi lựa đồ gì chứ? Yeah, đi biển hả? Vì chất dơ lên dẫn có ngủ nữa không? Mới à. Lên dẫn chắc ngủ nữa quá cái này. Nè con, nếu có con đi là ngủ là mệt với con nè. Ta lấy vô mày nè. Với con tục thịt bò, ta kéo con nhà, ta nuôi chó. Nè, vì chất mà ngủ. Ê, ngủ yên với con. Cái chuyện mà đầy bán không? Mua một tao 20 đi, ngon mà. Cho con Lâm nó ăn thử. Ê Lan, chỉ kì. Ờ, để em bỏ tiền nha cho. Ờ, mua giùm đi cầm. Má bà, tôi thấy bà tôi chóng mặt quá trời. Rồi, bây giờ chuẩn bị đồ gì chơi chứ? Trời hết rồi. Ghê rồi. Chuẩn bị mấy bộ? 5 bộ, 10 bộ? Gì? 4 bộ em mà. Trời đi. Đi 10 bộ mới đủ. Mệt kìa. Cùng kèo kéo là 5 cùng bia. Mà kèo kéo không được kèo. Mày nó chẳng có cái sẵn rồi. Gì? Trời ơi. Như mà kèo hả? Ôi má với mày kèo kéo rồi. Nước suối ở nhà. Nhớ mua nước suối vậy đó. Rồi chứ. Nếu ai sai con cầm mua 2 cắn uốt lội quá tiêu. Ủa còn gì chứ mua gì? Chứ mua gì? Tần coi sao gì? Chứ có mua gì lên không? Thì đó hai lớp sữa đó rồi. Dớt dớt. Có bộ đồ mà mọi người quay bộ đẹp lắm. Cái quần xịp á. Cái lưới á. Cái lưới con bướm mình cũng bướm luôn. À, nó không dây. Nó dịch cái hồi dớt rồi. Đâu? Đúng không? Ở đâu? Đây nè. Nhiều bộ. Cho mấy á. Ủa. Hỏi kỹ chưa? Cái quần xịp á vậy rồi con bướm nó dở nha. Biết rồi. Có lưới dạng lưới trên đây. Nó không dây cổ cái áo nó làm sao? Lòng Tung Nguyễn nó dịch cái cổ dây. Bay biết chăm mình không? Còn xăm lũ đích cho tao bên đây ngọc bích. Gì trời. Mày xăm bảy con chuột bên ngay đây cờ. Ừ. Chuột chạy vô hai à. Thôi. Dán chi gì chứ. Hôm qua con bé cầm cây nó đứng chờ mày. Nó đéo thấy mày. Mày chở tao mày. Mày trốn bé bé mày thả tao cốt con như tiền nè. Nè bé nó khảy. Thấy con hả? Thấy con gì? Nhớ con nó hay sao? Vậy nè. Thấy anh còn kìa. Anh làm gì à? À ông đem sữa vô má nằm vậy thầy biết thấy mày nó giọt ở đó đó. Chưa có. Bé bé có nói gì nữa không? Dời. Chị chưa có. Chưa có gì? Chuột chó Hà Lan với lại chuối. Một hộp hai mở cho nó ăn thử. Nóng lắm. Coi mở mắt lắm má. Còn nấu rồi. Này ngon lắm nè. Chó đây toàn cái ăn. Tự nhiên chửi con. Có cái miếng ăn là cũng chửi con. Trời ơi, sáng tao thấy hôm qua tao trốn không kịp. Tao ké từ bàn thờ má tao té xuống á. Đang giờ đậu giờ thầy kêu. Giờ bàn thờ qua má lên đi. Trên. Ăn chay được. Mà. Còn tháo cái cầu khoan mà nó mất phong thủy ông nói nè. Ra mời hả? Đang rồi, nó nói hả? Giờ con lắm lầm ăn chay được đó. Lầm mới uống cốc là lầm. Làm uống tóc tính uống rồi, rồi. Bị chất nè mà bị theo thôi càng kiểu tóc của ta là cộng đồng đó. Lãi gì chứ đồng vô trợ người ta thiếu tiền em còn thiếu tiền cộng đồng.
À, kiểu tóc của ông tổng thống hả? Vợ tổng thống uống kiểu này. Ồ, vợ của ông tổng thống Obama à, của ai? Obama. Chán dữ rồi. Khi nào trước mới ra đảo? Rồi. Mơ ra đảo hả? 2 giờ xuống dưới gặp mẹ cha với biển. Long thủy tề, cha ta là cá cha chê. Cá chê là cha tao. Còn con tôm là long thủy tề. Còn tao là con cua kẹp, thằng là con nghiêu. Ôi, chứ rồi có chuẩn bị nhạc cho cái bữa đó xuống hát không? Có hát. Hát gì, hát bài gì mới không? Biển ơi, biển xanh đẹp quá, hôm nay ra tắm biển. Trời, có cái chữ đọc sao ngứa thành bài nhạc luôn. Chuẩn bị lâu chưa? Mày nói lâu chưa làm ông bài nha. Con không có lấy môn bài của gì trước nha. Hai thằng bay không vô nhà tao gạt lấy môn bài gì. Bậy rồi nha, con không có đi nha, đừng có đổi ngược con. Hôm bữa có mình anh Hưng đi mà đổi ngược con, thấy không? Con người chức rất là lương lẹo. Con muốn hẳn gì chức luôn á. Dạ, hai vợ chồng múa lửa không? Không phải. Có ngày má cứ gặp múa lửa má ám hoài. Ngon ha. Cái môn bài, của tao, cái môn bài kim. Cái bài là đúng rồi. Kim bài miệng tử. Ăn nó mì chất mâm mâm mâm. Cái hình bằng toàn vỏ ông Long cũng đẹp hơn mấy bà bẩm bằng toàn. Là gì sao chất? Đang coi hình này đi làm chữ kia. Mày ảnh tái lắm á. Mày vào gọi tao quýnh mày. Mai trước mấy giờ sáng trước dậy để chuẩn bị cho chuyến đi? 9 giờ, cả 10 giờ đi rồi. Mai ít nhất phải 6 sáng dậy là vừa rồi. Em nội mà giờ đó đi dành ăn với cháu à. Mai ăn vớt chó chụp tao chụp lại à. 8 giờ em qua. Ê, chó nhà mà lớn. Tao Diễm đi nhiều tiền. Giỡn nó chết. Diễm 500 công nó đẩy. Cho đốc nào tao nói vợ. Từ ngày vợ chết tao không có ly với Diễm. Chị qua lát tao qua chợ. Làm em lon skin anh, skin Thái á. Tao vừa đi nha. Có màu đỏ không? Skin lon. Tao lon giống hồng á. Uống tan mà hồng. Duyên. Không không. Chất để chân xuống đi chất. Còn bự hơn. Quay vậy quay bướm nó mới đẹp. Lát đi mua ống sữa đó thần. Hôm qua mua rồi mà sao hôm nay mua nữa? Bỏ cũng lạnh cho bé tao uống té. Có quay đâu nhau uống được không ạ? À? Không có màu đỏ anh. Đã chưa hết rồi. Thôi lấy em đi cà phê đá nè. Lấy cà phê đá nè. Anh có ăn gì không? Bên kia bán đồ ăn ngon. Không coi chiêu. Hôm qua chồng mua quá trời rồi đi nhắm vô chục lỗ đó trời. Tha đồ dưới tắm chữa liền ngủ. Trời ơi mày chơi có trời mưa luôn hả? Bảy. Kim bài miễn tử. Thằng bán bánh cam rồi anh cầm. Ăn anh bánh này ngon lắm nè, ăn ông kêu cầm môi cho anh. Bà Sơn nào? Mới lên nhà lấy cơm rồi. Mới lên nhà lấy cơm. Chưa đến em đâu một mình. Ủa vậy vậy? Ê, con cho quay nha. Biến đi. Thằng anh Bình. Chứ cũng vậy. Trời ơi, uống giống chồng tao. Quán cây bàn, tâm binh. Mai mốt chặt cây me nè hết đi. Để cây bàn cây, cây giờ bàn chứ cây gì này, cây mà. Phượng, nghĩ sao cây me? Còn không thôi trồng cái cây chung ở đó đó. Chung bà trứng lẹ quán này bà trồng cây bông giấy nó đẹp. Ở khi nào chừng nào trồng cây gì chứ? Mời. Mời hả? Trồng cây lụ để cho cô bé trèo lên hái lụ. Có gì chứ ăn hả? Đó, hôm nay dì Dung lại ủng hộ cho khoai nha cả nhà. Mua cho nó đi. Đó. Ba tàu nè ông nội. Dạ. Giờ cho lên chứ ông nội luôn hả? Giờ ba tàu rồi, ta trả nhiêu. Chưa có 3 ngày có gì không? Giờ ta trả 30 ngày, 3. Khỏi chờ 3 ngày cũng được Dung ơi. Thôi, mày đâu có gần. Con cảm ơn gì vô nha. Em nghĩa gì. Ta thấy mày bán rồi tao mừng. Có bán là tao mừng. Bán được
cái hồi sáng con bán lộn cho người ta, con bán từ cái chỗ đại lý á, nó bấm hai tờ con không để ý, con bán lộn cho người ta giờ mất tiền. Chúc cho chị Dung hôm nay buôn may thì bán đắt, sức khỏe thì an khang, mạnh khỏe, luôn luôn là nên là nở nụ cười trên môi, bán hết luôn, mọi sự thành công tốt đẹp. Hôm nay con sẽ làm cho Dung luôn nở nụ cười trên môi, bây giờ cũng nghỉ. Tới nào nhận chị Dung làm má không? Ôi, một mình mới tôi đủ rồi, chị Dung là gì? Thôi tao không dám nhận mày làm con nữa đâu. Má ta đi cả ba, cả bốn luôn là chết nè. Tôi ủng hộ con cô. Nhìn cái người đi dạ, trước gì trước nè. Con đủ bán là con hôm qua nay rồi, có lời gì không chịu còn không? Giờ còn. Còn 3-4 tờ nữa. Ủa còn như 3-4 tờ. Tiền sụp quá à. Hôm qua ở khách sạn hết 250 rồi. Bây giờ còn có 700 à. Mình vô khách sạn hoài vậy trời. Bữa ông đó ông cho ở cái phòng không á thì không chịu. Ủa mà bây giờ cái ông phòng trọ có em có liên lạc được không? Ông đi đâu luôn rồi. Cho ông coi clip em biết ông sợ không dám kịp. Không phải, ông nói ông vẫn nghe mà giờ thấy ông đi đâu rồi. Thì không có liên lạc được với ông luôn. Ủa lúc đầu sao em biết ổng? Bán số cho ổng. Bán số cho ổng à? Rồi ngồi nói chuyện ổng mới hỏi thăm. Rồi sau nó đi bán thì đây hỏi thăm, đây người ta mới nói. Người ta còn ổng có nói nó luôn. Ổng nói nó luôn, ổng nói ổng có giải nhà trọ mà ổng cũng có giúp đỡ cái bà đó dưới quê lên đây cũng bán cái số mà ổng ở, ổng không có lấy tiền. Bây giờ ổng còn một phần, ổng cho nó không chịu. Ổng nói ổng không có lấy tiền. Nó cũng không chịu. Nói chung Khoa muốn những điều người ta không phải muốn. Tại vì xa với này mắc nợ ông đó nữa. Mắc nợ ở đâu? Nợ ai? Ông nội. Ủa thì em có quyền lấy tiền đó em trả tiền nhà. Tháng em phụ người ta mấy triệu cũng được thôi. 2 triệu cũng được, 1 triệu cũng được. Chứ em ở khách sạn gì em nghĩ đi. Một ngày 250. Em ở một tháng hết 7.500 rồi đó. Ông không vừa lấy tiền. Thì ông lấy tiền kìa coi như ông cho em không hay là em mua đồ ăn hay là cái gì. Có người ta mời người ta. Nhưng mà ông, anh không nói là ông ở ra tốt quận nhất lợn. Trời, trời em đạp xe đạp biết bao nhiêu có đâu quận nhất. Cái quận Bình Chánh hay là Bình Điền em còn qua được nữa chứ quận nhất. Có quận nhất ra đó em muốn bán gần đây thôi. Qua quận nhất ra đó biết không? Rồi qua quận sạn á chừng 3-4-5 nhà là mày hết vốn rồi đó. Nhưng mà em nói nghe nè, em cũng muốn ở nhà ổng, nhưng mà ý như là ổng mà có nhà bên đây thì em ở đây thôi, chứ còn qua bên quận nhất mất công lắm, sợ bị bắt cóc đúng không? Dạ, qua bển là lạ nước lạ cái không, đâu biết là qua bên quận nhất á toàn là khu mà của người Tây người, nó ở bên phần mua lão này nọ không à. Ủa có đâu em ở đâu có liên quan cái người Tây người ta đâu, ai cũng là người thôi. Ủa? Thì em mở em lo em, người ta lo người ta đâu. Nước sông không phạm nước giếng được rồi. Ôi em cũng thích ở bên cái khu người Tây ghét lắm. Bên phần của lão nó ồn ào lắm anh. Nó dập nhạc cả đêm á, chịu nổi này. Chứ mà dập nhạc cả đêm em phê á. Phê không? Không. Bên phần của lão á biết cái phố đi bộ như vậy á anh. Phố bộ Bùi Viện. Bùi Viện á nó không ghe mấy khó á. Sao vậy? Nó không cho vô bấy như thôi luôn á. Lý do tại sao? Nó nói là ở đây là không có cho bấy như thôi gì hết á. Mà phố đi bộ cũng vậy nữa. Ủa em quậy qua đó chưa mà không cho em bán? Không phải, ý em nói là nó không cho ai bán luôn á. Vì trước qua một lần nó không cho đâu bán đâu. Ủa bởi vì chất cao cũng bán bình thường mà. Bữa anh với anh cả có chở với chất cao ngoài bán mà. Đó người khác người thì nó cho bán luôn đó.
mà đa số phố bộ thì Nguyễn Huệ cấm buôn bán đồ ăn thôi. Mà phố đi bộ Nguyễn Huệ mà có gì đâu, nó cấm bán đồ đủ thứ, nó cấm bán cả cái số, nó cấm bán cả cái này cái nọ. Đâu phải mình chỉ đồng lề đường gì đâu mà nó cấm bán đâu. Anh không biết, nó quy định của nhà nước, còn mình là người dân chỉ có nghe và làm theo. Ủa mà Khoa ra đó bán lần nào chưa? Em tính ra bán nè, mà sợ nó không cho bán. Bán mà nó được, được lắm nha. Bán mà cầm người Tây là vô mánh luôn á. Vậy vô mánh luôn hả? Người Tây ra đâu biết chỉ số đâu mà vô mánh. Người Tây không bao giờ có biết chỉ số đâu mà mua. Anh đừng tưởng nha, nó cũng mua số luôn một ngoài đó. Giờ đi qua bên hồ kỹ không? Bán thì tranh thủ đi bán đi. Dạ con biết rồi, con ngồi nghỉ đi. Mình ngồi đây là mình đã không, thấy như bán rồi. Bán mấy khu rồi. Nãy giờ em ngồi nghỉ cũng cả tiếng đồng hồ hả Khoa? Thì em muốn ngồi đợi anh Hai ra luôn. À. Anh Hai đang chạy ra đó. Anh Hai mới nhắn tin cho anh. Em muốn anh Hai đi bán với em luôn. Sao? Đi vô trong đường nét á, cái ghế nó ngồi khó ngủ quá. Mà nó mũi nữa. Vậy em kiếm kịp nét khác. Thôi. Rồi giờ không có kịp nét đâu, kiếm đi ở cái sạn luôn hả? Ông mà ở tiền nét nó rẻ, nhưng mà nó kiểu như là nó mũi với nó không có ngủ được. Em đại gia quá mà. Cái cơ mà chung nó bán mắt nó chết rồi. Em muốn ngoài đem vô ăn. Cơm nó bán nhiều. 38 ngàn. Mắc quá thì muốn ngoài ăn đem vô cho đỡ tốn. Ông ngoài mà vô cũng cho à. Anh thử mang ông ngoài vô coi nó cũng cho không à. Đố anh nó mới vô được á. Em lấy cái tiền giờ của anh rồi. Em có nạp lại 2 giờ cho anh đàng hoàng rồi. Thôi nạp chi, anh đâu có chơi đâu mà nạp. Em lấy em chơi luôn đi anh. Ôi. Không... Ủa mà anh không có vô trọng lấy anh chơi bây giờ ơi, thì... của anh là của anh. Em hồi xưa có... anh còn chơi anh còn biết, còn bây giờ anh vô trọng anh không biết chơi cái gì luôn á. Thì cái bữa anh vô anh không biết chơi luôn á, cậy anh thấy đâu có gì đâu để chơi game. Anh không có chơi, anh chỉ chơi Liên Quân trong điện thoại thôi à. Chơi Liên Quân trong đấy có Liên Quân mà trên máy nó đánh đâu có quen đâu, cái bấm bằng cái tay của mình. Còn đó anh quýnh trên máy tính đâu quen, đó giờ anh đâu quýnh qua máy tính đâu, chỉ quýnh qua cái điện thoại mình thôi. Liên Quân chỉ nó mê ngồi đó chơi thoải mái á. Của em đó là chắc Liên Minh, còn anh chơi Liên Quân. Của em có chơi liên quân qua chưa? Chưa. Em chơi trò mà điện tử mà nó đi hai nấm này nọ á. Ý cậu em mà hai nấm. Đó giờ em có chơi Võ Lâm Truyền Kỳ không? Không luôn anh. Sao em muốn chơi? Em không mê mấy đó. Em chỉ coi hài, coi Thu Phương hoặc là coi Ba Thăng Thiên. Có nào vô đó coi bậy không? Không. Em nhớ 4 năm về trước không? Em có bận cái bộ đồ chùa mà em đi nói bậy bạ không? Em còn nhớ không? Lâu rồi anh ơi. Lâu mà có đúng không? Đó. Bây giờ coi muốn coi lại không anh? Không, cho em không, coi. Không. Anh cho em coi lại để em không. Nhớ lại cái những cái xấu của em. Không, em muốn coi lại. Không coi đúng không? Quay đầu là bờ đi Khoa. Nhưng mà tình yêu em đang ế quá. Gì? Tình yêu em hả? Ế chề. Ấy là chuyện của em, cái đó chuyện em cứ vậy hoài lý. Ai không ế, ai không quay xe. Em quay xe người ta được, hiện ta quay xe với em được là bình thường. Cái chuyện đó là bây giờ anh thương anh bỏ em rồi. Thì em làm cách nào phải giữ anh lại được? Bây giờ anh đi đeo mồng cầm luôn rồi. Thì em không chịu đi Long Hải đêm níu kéo ảnh. Anh à, anh là ba em mà em đã giải thích cho anh nghe rõ ràng rồi. Em đã giải thích cặn kẽ anh rồi. Em gửi xe ở ngay chỗ nha khoa của bà chị em. Em thương với anh ba là như vậy. Rồi bà chị em mới nói là tối nay nè, bà bắt em phải 7 giờ nè.
đi lên trên chỗ chùa Hải Quan để tụng kinh địa tạng tối nay nè, rồi sáng mai là cũng thức 4-9 ngày nè. Mai cũng tới mấy giờ xong? Em chắc buổi chiều mới xong. Chiều mới xong hả? Thì cúng chơi đèn chân tế luôn. Cũng mai là sáng mai mọi người đi Long Hải rồi. Thì anh đi đi. Anh gì? Anh đi đi. Gì vậy? Thì anh nói mới xuống anh mà anh đi mà. Em kêu anh đi để em rủ Lâm đi đúng không? Đi qua cúng thức cho em đúng không? Ủa thì anh Lâm nói Lâm ở nhà. Thì ủa thì anh nói anh đi mà. Thì anh mới giữ lời hứa với mấy xuống em chứ. Không lẽ anh làm cho mấy xuống em buồn? Còn em có làm cho má Xuân em buồn không? Em đã xin lỗi má Xuân rồi. Đâu phải sai là xin lỗi được đâu. Không sai phải. Mình mới sửa. Không phải, ở nhà em bắt em ở nhà không dân đi, em rất là tiếc. Em muốn có một ngày em xả phép, em đi tắm biển cho nó vui vẻ. Nó muốn đi á. Ai mà không muốn đi. Trời ơi, được đi chơi thoải mái đầu óc muốn chết luôn rồi. Em mà đi chùa, em vô xuống về nơi đó thiệt luôn á. Đi không? Bữa nào anh nhắn em qua ông thầy Tích Cầm Phúc. Chịu không? Ôi, sao vậy? Em rất ghét con đó. Thầy đó lúc nào cũng đón chào em á, ông thầy Tích Cầm Phúc. Bị vợ. Chứ gì nữa? Giáo hội đang lên tiếng đó. Rồi sao? Ông đó rất bị vợ. Còn giáo hội cũng đang lên tiếng về em đó. Thầy Quang. Cô Quang để em chờ. Kê cho nè. Để coi. Ngày mai làm lễ sớm á. Ngày mai làm lễ 8:59 giờ lễ đó. Cô Quang để em biết. Kê cho nè lễ trên chính điện đó. Rồi đi lấy thêm. Bán được nhiều khoa lấy thêm nữa. Còn có 12 cờ anh. Chờ chú chèo lấy số ngày mai xem ấy.